Chào anh chị em. Trong cuộc chơi âm nhạc của mình, tôi đã ghi lại được 5 tập đệm guitar với anh Ba Duy trước đó và may mắn đã được anh chị em đón nhận một cách tích cực. Từ những cái phản hồi tích cực đó, tôi đã hoàn thành tiếp tập thứ 6. Phần đệm các ca khúc trong cái tuyển tập này cũng gồm có 15 bài được ghi theo những cái video mà tôi đã đăng tải trước đó. Trong tài liệu này, nội dung sẽ được ghi gồm cả tab và nốt để anh chị em dễ theo dõi. Danh sách tập đệm guitar thứ 6 gồm những ca khúc sau đây. Tài liệu này chỉ phát hành dưới dạng file PDF gửi tới email của anh chị em hoặc những phương tiện tương tự.